Đã một năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Thứ tiếng khẽ khẽ vang lên trong bóng đêm. Tôi không dám chắc rằng âm thanh này lặp lại bao nhiêu lần. Tôi vẫn tồn tại trong căn phòng này và chưa một lần hình dung ra mình trông ra sao. Không một bóng người. Đó là những gì tôi biết. Ngày thứ 366, một số đồ dùng trưng bày trong phòng được nhân đôi lên. Tiếng đồng hồ vẫn vang vẳng. Ngày thứ 367, đến một khoảng tối vừa đủ, đèn phòng lần này không còn phát sáng như thông thường. Thay vào đó là những dải đèn. Tivi cũng không còn hoạt động. Lần này mọi thứ rơi vào yên lặng. Có một loại âm thanh phát ra từ cơ thể tôi. Đó cũng là lúc tiếng đồng hồ kết thúc. Ánh đèn chấm dứt. Thứ tiếng khe khẽ của một năm về trước lại vang lên. Tôi nghĩ mình nên tiến về phía âm thanh này. Tôi không rõ đây có phải là nơi cánh cửa dẫn ra không. Những hình ảnh mập mờ xuất hiện xen lẫn cùng tiếng người. Không có người nào trong căn phòng này cả. Chỉ là một loại tạp âm được phát ra từ thiết bị này. Một cửa sổ mới. Nhiều những đồ dùng mới. Cửa không khóa nhưng tôi cũng không thể mở được. Căn phòng ở một thời điểm hoàn toàn khác so với nơi dẫn tôi tới đây.